Một đôi vợ chồng hờ không lo chí thú làm ăn mà rủ nhau lên kế hoạch đi cướp giật liên tỉnh đã phải trả giá. Tại Đồng Nai, Tòa án Nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thanh Phong, 32 tuổi và Trương Ngọc Huệ, 35 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về tội cướp giật tài sản. Kết quả điều tra cho biết Trần Thanh Phong và Trương Ngọc Huệ sống với nhau như vợ chồng. Bản thân Phong đã có 2 tiền án về tội cướp giật với mức án đến 7 năm tù. Sau khi ra tù, cả hai sống lang thang và gây ra hàng loạt vụ cướp giật từ tỉnh Lâm Đồng đến Định Quán, Thống Nhất, Đồng Nai. Phong thường điều khiển xe mô tô chở Huệ đi dọc quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt, Dầu Giây tìm kiếm những người sơ hở để cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Thấy cướp được dễ dàng, cả hai đã liên tục thực hiện nhiều vụ cho đến khi bị người dân truy đuổi bắt giữ. Xét thấy hành vi của hai bị cáo là hết sức nguy hiểm đối với cộng đồng, đặc biệt là hành vi cướp giật tài sản trên đường có thể gây té ngã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bị hại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phong 6 năm tù giam, Huệ 4 năm tù giam.